đã mắt theo dõi màn tân bóng điêu luyện của hai mẹ con trong sân nhà. Theo đoạn clip ghi lại, hai mẹ con gây ấn tượng với màn tân bóng điệu nghệ ngay trong sân nhà của mình. Người mẹ đã dùng cả hai chân để đỡ bóng vô cùng chuyên nghiệp. Về phía cậu con trai cũng không hề kém cạnh. Cậu bé đỡ khá chuẩn trái bóng từ mẹ rồi khéo léo chuyền từ chân này sang chân khác. Trái bóng được hai mẹ con tung hứng nhịp nhàng nên không hề bị chạm đất. Cuối clip, cậu bé còn gây ấn tượng hơn nữa khi thể hiện kỹ thuật tân bóng bằng đầu, khiến ai nấy cũng tròn mắt ngạc nhiên, đồng thời xuýt xoa khen ngợi. Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú trước màn trẻ bóng chuyên nghiệp của hai mẹ con. Thậm chí không ít ý kiến còn tỏ ra thắc mắc, không biết liệu rằng họ có phải là con nhà nòi hay không, mà lại chơi bóng điêu luyện và đã mắt đến như thế. Cư dân mạng hào hứng để lại các bình luận xoay quanh đoạn clip này như sau. Phải gửi clip này cho huấn luyện viên Park Hang-seo và thầy Mai Đức Chung để cân nhắc đưa hai tuyển thủ mẹ và con này vào tuyển Việt Nam thôi. Mẹ cũng giỏi mà con trai càng tuyệt vời hơn. Gia đình nên đầu tư cho cháu tham gia đá giải thôi ạ. Trong đã mắt thật sự, tân bóng cứ dạy nhàng như cầu thủ chuyên nghiệp ấy, 10 điểm cho hai mẹ con luôn. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.